Ok, với là bông thứ nhất đó chính là bông của cây Spiky Trident. Ok, đầu tiên mình sẽ lấy cây Spiky Trident ra nha. Spiky Trident, đây rồi. Rồi, đi 20 phút. Let's go, đi ra cái cảng biển đi, theo anh nè. Thì ở cái bông này các bạn cần mua cho mình một trong những con thuyền nhỏ nhất trong Lockfoot. Đó chính là thuyền bay hoặc là thuyền khởi đầu bên ông này cũng được. Nhưng mà mình thích mua thuyền game bass hơn. Em biết cách nào đem cái thuyền lên bờ bằng cây Spiky Trident không? Làm bằng chiêu dắt hay chiêu ít? Yes. Sai rồi, đó chính là chiêu ít. Coi nè, đầu tiên các bạn giữ chiêu ít của cây Spiky Trident nha. Ngắm lên đây nè, xong đó các bạn xoay sao cho nó. Thì đầu tiên các bạn giữ chiêu ít của Spiky Trident và đó, thấy không? Có bay lên đâu. Nhưng mà tại anh chọi không trúng, nhưng mà chọi trúng là nó bay lên á. Nè, từ từ nha, đợi anh tí, coi nè, coi kỹ, anh làm một lần thôi đó. Không có lần thứ hai đâu nha. Nè, xài chiêu ít của Spiky Trident. Ôi, kỳ vậy. Anh phải chọi lên đây nè. Thôi, để mình qua cái thuyền này các bạn ơi. Thuyền này có logo của anh Crazy Lion nè, chắc là có thể làm được á. Nè, xài chiêu ít. Xài chiêu ít đi. Ui. Trời. Cái thuyền này nó không cho nhồi lên nè. What the fuck? Từ để anh thử đem lên xa hơn thử được không? Đem lên trên này thử coi. Ai? Khoan anh nghĩ nha, anh nghĩ là mình có thể làm bằng những chiếc thuyền khác được luôn á. Để anh chịu hồi chiếc thuyền bự xíu coi. Em nghĩ kỹ tài à. Em nghĩ là anh có thể kéo cái thuyền bự cho bá lửa này lên được không? Thử nha. Mày. Ôi. Nè các bạn xem VDuck làm này nha. Nè, xài đi, xài chiêu đi. Đó. Ủa. Ôi vậy là cái thuyền nặng quá là không lên bờ nha các bạn. Ok, đến với lỗ bung thứ hai chính là một trong những lỗ bung gọi là của pháp sư Trung Hoa luôn nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta cần phải lấy cây sắc so ra. What? Hạt này của mình không có cây sắc so. Do là cái hạt này mình không có cây sắc so nên là mình sẽ để cho VDuck làm cái bung này nha. Em sử dụng chiêu ít rồi tháo vũ khí ra có cây sắc so là được. Thì sau khi mà các bạn sử dụng chiêu ít và tháo vũ khí ra bằng cây sắc so thì các bạn sẽ xoay vòng như thế này. Rồi sau đó các bạn lấy trái quỷ ra và bật ship lock lên rồi nhảy đi. Ui. Chắc là em chết quá. Bay dữ vậy. Bay gì đủ sai chứ tiếp. Lên lại. Nhảy lên. Ui. Nhanh vậy hả? Ui. Sao em dịch chuyển vậy? What the fuck? Nhanh quá. What the hell? Ơi, đừng rơi xuống biển mất 31 đó, mất 31 của anh. Cái nào hồi bị ban luôn ta? Hồi không lẽ bị ba nạt thêm lần nữa. Thì cho bạn nào không biết cái cách tháo vũ khí ra thì mình sẽ làm mẫu cho bạn bằng cây sắt anh cho này nha. Tại vì ạc này không có cây sắt so. Thì đầu tiên á, các bạn chỉ cần bấm vô nút tháo vũ khí và xài chiêu ít thật là nhanh nha. Nè. Đó. Thì sau khi mà bung xong á thì các bạn sẽ xây vòng tròn như thế này. Và bây giờ các bạn chỉ cần lấy trái quỷ ra là chúng ta có thể bung được rồi. Nếu như mà các bạn bị cái lỗi dòng chữ đỏ thế này á, các bạn chỉ cần lấy cho mình ra cái cây sâu guitar hoặc là cái cây súng là cũng được. Các bạn chỉ cần xài một hai chiêu như thế này. Đó, các bạn chỉ cần xài chiêu và quýnh thường liên tục là các bạn có thể lấy trái quỷ ra. Đó. Bung bằng sắt anh cho thì các bạn sẽ không di chuyển được nha, nên là các bạn cần phải bung bằng cây sắt so mới được. Tiếp theo đó chính là lỗ bung thứ ba, một trong những lỗ bung rất là đáng sợ trong việc PvP. Ủa? Em đâu rồi? Em biết cái lỗ bung đó là gì không? Là gì? Theo anh nè, vô trong đây. Ủa? Em chưa elite anh hả? Thì đầu tiên các bạn cần dịch chuyển vô cái dimension của trái portal thế này và các bạn đợi cái cổng này mở ra. Và sau đó thì sử dụng cây Midnight Blade hay còn gọi là bán giả kiếm á. Đấy, bài... Ấy! Chui trong mày đúng rồi. Vô lại đi. lỗi. Thì các bạn đợi cái cổng này mở ra nha. Đó, sau đó bay lên gần tí. Và xài chiêu ít của cây Midnight Blade vô cổng này coi nè nha. 1, 2, 3, chiu. Ui, anh đâu rồi? Em thấy gì không? Anh đâu? Anh đang bay trên trời nè. Em đang dưới đất. Anh đang cách xa em 9999 mét á. Ôi, mình bay ra khỏi cái tầm kiểm soát của Lockwood luôn các bạn ơi. Vượt quá cái tầm của radar luôn rồi. Em thấy anh ơi, cái vị sao sáng kia trên trời kìa, phải anh không? Không, cái đó là chúng tôi á. Còn anh còn anh ở bên hông rồi. Còn anh ở bên trái đúng không? Cái đó là chú cội đó. Anh là bên hông rồi. Đang rớt xuống kìa. Ôi quên rồi bây giờ không? Anh có trái bao tồn mà, vậy còn dịch chuyển về là được. Ôi thông minh vãi anh nè. Em muốn thử không? Lấy cái mid nap led ra đi. Rồi em xài chiêu ít vô cái cổng này đi. À xài chiêu ít vô. 1, 2, 3, go. Ui em với anh nè, Đâu em đâu, em đâu. Dịch nãy. Ôi em kìa. Em kìa, anh thấy em rồi. Hello anh nè, thấy anh không? Anh nè. Ơi đợi anh ơi. Rồi anh gớt. Anh nè. Em nè. Ôi anh em gặp được nhau rồi.
Thì mình cảm thấy cái lỗ bung này đúng thiệt là một trong những lỗ bung bắn tùm lum nhất nãy giờ luôn nha. Ok, đến với lỗ bung thứ tư thì đó chính là lỗ bung của trái T-Rex nha các bạn. Một trong những trái nhiều lỗ bung nhất hiện tại luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy trái T-Rex ra. Ôi các bạn ơi, thì lần này An Tú Vũ đã có chiêu về trái T-Rex rồi. Má mừng vãi. Ok, giờ mình sẽ chạy đi tích thanh nội các bạn. Cái cuối cùng cũng được biến hình T-Rex bằng cái ạt này rồi. Thì em biết cái lỗ bung tàng hình của trái T-Rex đúng không Phúc? Đúng, đúng. Đầu tiên á, em chỉ cần tàng hình bằng trái T-Rex đi. Đó. Xong rồi sau đó em đi qua chỗ Sea Castle, trang bị cái chân đen V1 vô cho anh nha. À, chân lửa, chân lửa V1 nha. Rồi bây giờ thì chúng ta cần phải đợi bật chân lửa lên. Cũng hơi lâu ha. Sao chiêu vê có cái đắc step này lâu hồi bây giờ Phúc? Sắp có rồi, sắp có rồi, sắp có rồi, sắp có chiêu rồi. Rồi có nè, có nè. Ok, khi mà đợi xong chiêu V á, các bạn bật chiêu V cho mình nha. Đó. Và sử dụng chiêu C liên quan cước. Đuôi. Trời. Là... Ê má, cái khúc đá xong cái nó lòi ra cái chân nhìn hài vậy. Ê má, anh bất ngờ thì luôn á, không ngờ nó sẽ mọc cái chân kìa. What the hell. Nó hát thật nguyền vật lờ. Thì với cái lỗ bung này các bạn sẽ được mọc cái chân lại nha các bạn. Ai má nhìn suốt vậy. Ôi má, em tưởng tượng mà em đi PvP mà em quýnh thua cái chân nữa Phúc. What the fuck, chắc tối giờ ngủ không được luôn á. Ok các bạn ơi, đến với lỗ bung thứ 5. Đó chính là lỗi bung. Thì em còn nhớ cái lỗ bung mà gót thông mình bay siêu xa với trước anh chị em không? Nhớ. Mà cái đó bay không có xa cho lắm đúng không? Bây giờ anh sẽ chỉ em một cái bung khác bay siêu xa luôn. Đó chính là bằng cái cây lưỡi hái linh hồn. Thì đầu tiên em làm đi trang vậy á, em xài chiêu ít chỉ anh trời kéo xuống và nhảy. Ui, nhanh hơn các em trước luôn á. Anh nghĩ nó xa được một tí thôi thì phải. Thì để làm được cái bung này cũng khá là dễ thôi ha. Các bạn chỉ cần xài chiêu ít của cái cây này lên trời và sau đó kéo xuống và nhảy. Đó. Lâu lâu thì fail một xíu thôi, có đâu. Nói chung thì để làm được cái lỗi này cũng khá là dễ thôi ha. Tại vì cái cơ chế của nó cũng khá là giống với cái gót của mình bữa trước. Các bạn chỉ cần chĩa màn hình lên trời thế này, sử dụng chiêu ít và kéo xuống dưới, nhảy. Đó, đó, đó. Đó, 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 đó. Ok, đến với lỗ bung tiếp theo. Nếu như các bạn cảm thấy cái lỗ bung bay xa hồi nãy quá là khó, bởi vì các bạn không thể nào mà ghiềm tâm như thế này được, thì các bạn chỉ cần sử dụng cây Electric Claw như thế này. Xem là Phúc, coi nè, coi nè, coi nè. Rồi. Các bạn chỉ cần sử dụng Electric Claw như thế này. Nó xài chiêu ít nha, buông ra. Và bùm. Hello. Gì vậy? Ui, ghê vậy. Ôi, em bay ngắn ngủn vậy. À, hay kìa. Em bay ngắn ngủn vậy, em bay cái gì vậy? Duckman Karate. Gà, phải bay bằng Electric Claw nha. Đầu tiên á, các bạn sử dụng chiêu ít của Electric Claw. Buông ra và giữ chữ ít ở trên đây. Rồi sau đó thì bùm, bay siêu xa luôn. Thì cái lỗi này khá là hữu dụng trong việc PvP nha. Nếu như các bạn đang bị dí quýnh như thế này á, các bạn chỉ cần bình tĩnh và đứng yên, sử dụng chiêu ít bay lên trời. Bùm. Núp. Ui, chắc quỷ spam kìa. Ui, ui, em biết chế gì không Phúc? Leo bát. Chế Kitsune. Ủa, 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 em ở đây hả? Má chịu đứng ngay này nè mà ngồi nói diễn gì đó. Ui, các bạn ơi, mình lại nhặt được một trái Legendary trong khi quay video đó rồi. Điều này các bạn biết có nghĩa là gì không? Khi mà các bạn đăng ký kênh của mình và like video này thì tỷ lệ mà ra chát quỷ Legendary sẽ tăng lên rất là cao luôn nha. Cái này là tin chuẩn 100% nha, mỗi lần quay video đều ra Legendary hết. Quá đã. Ok, và đến lỗ bung tiếp theo đó chính là một lỗ bung khá quen thuộc của trái T-Rex. Đầu tiên các bạn chỉ cần tàng hình lên cho mình nha. Rồi, tàng hình lên và biến thành người khổng lồ bằng cây Warden Sword. Rồi, biến thành người khổng lồ. Ê. Ủa, kìa vậy? Xài Warden Sword. Pew. Đây rồi. Và sau đó thì các bạn lấy ra cho mình trái Human V2 nha các bạn. Đâu rồi. Rồi, bây giờ thì các bạn biến hình Human V2 cho mình. Đấy. Và sau đó thì các bạn tắt cái dạng Human đi và đi farm trái T-Rex biến hình lại một lần nữa. À, biến hình người khổng lồ. Ôi, bắt đầu luôn rồi. What the fuck? Từ nha, đây anh biến hình khổng lồ phát. Sau đó tắt người khổng lồ đi. Ôi, mọc ở đầu kìa. À, nhưng mà cái haki nó sẽ không hiện lên tay của anh nha. What the fuck? Ôi, chạy gì vậy? Ôi, khi định ly nữa nè, khi định ly nữa nè. Ôi, các bạn ơi. What the fuck? What the hell? Điều bất ngờ đó, điều bất ngờ đó. Điều bất ngờ tới rồi. Thì khi các bạn biết người khủng lồ bật chế hồn đi và tắt lại á, thì cái vũ khí của bạn sẽ bự lên như thế này luôn nha. Thì cái điều này chỉ hoạt động duy nhất trên cái cây Electric Claw thôi nha các bạn. Còn những vũ khí khác thì nó vẫn sẽ giữ ở kích thước bình thường như thế này. Nè, em cầm vũ khí lên thử coi. Thì mấy kiếm khác á, nó vẫn sẽ ở cái kích thước bình thường. Nhưng mà cái cây Electric Claw thì bùm, bự chập bá vậy nè. Xé, xé mày nè, xé mày nè, xé mày nè. Này nè, 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 nè. Thôi, bữa nay không giỡn cái số lè nó đâu. Má sao này nó biết mình tỉnh giỡn vậy ta, cay quá.
Ok, với lỗ bung tiếp theo đó chính là lỗ bung đỉnh nhất trong Love Food hiện nay luôn, mình khá chắc là như vậy. Thì đầu tiên á, các bạn chỉ cần đi lên C6 cho mình nha, để tìm con cá mập Terosac á. Bây giờ mình sẽ cùng với Vedac đi tới đó nha. Mình nghĩ cái cuộc hành trình này cũng sẽ khá là lâu á. Giờ mới có ở C2 à. Ui, C-Bit kìa. Giờ đang ở C-Bit nè. Giờ tụi mình đang ở C-Bit luôn nha các bạn ơi, không ở C2 nữa. Thì ở cái lõi này á, các bạn cần phải sửa tàu liên tục luôn nha, chứ mới chìm tàu là bó tay. C4 ra Terosac nhưng mà biết chừng nào mới ra, phần trăm ra chắc cũng thấp lắm á. Rồi lâu rồi mới đi săn Terosac lại á. Ôi, ra luôn kìa. Rồi đi về đi. Sao rồi giờ sao? Anh đánh nó. Anh là thằng vũ. Ok. Mình sẽ quýnh con Terosac để dụ nó nha các bạn, và sau đó thì mình sẽ biến hình trái dragon. Đây. Các bạn phải cho một người đứng ở phía chiếc thuyền nha các bạn, đứng ngay chỗ mà nó spam á, còn các bạn thì sẽ bơi về bờ như thế này. Thì lưu ý là các bạn nên xài trái gọng để dẫn con Terosac về nha các bạn, tại vì nó sẽ được giảm đam của con Terosac á. À, các bạn thấy không, nó cắn nó sẽ không mất nhiều đam. Ây da, các bạn lưu ý là các bạn đừng cắm đầu xuống nước nha. Các bạn lưu ý là các bạn đừng nên cắm đầu xuống nước nha. Đó, các bạn thấy không, khi mà con Terosac nó quýnh các bạn á, thì cái thanh nộ nó sẽ được hồi lại nè, nè coi nè, đó. Nên là cái thanh nộ này coi như là vĩnh viễn luôn nha, nó không bao giờ mất hết. Giờ các bạn chỉ cần việc bơi vào bờ thôi. May mắn không? Mấy xì bốn. Ờ đi thì. Ôi! Đừng nên cắm đầu xuống nước nha các bạn. Trời ơi là trời. Mình lại cắm đầu xuống nước nữa rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ dẫn lên mansion luôn nha các bạn. Nghe vì đắt nữa là có thể đi lên bờ luôn, nên là mình cũng muốn coi coi con cá mập nó lên bờ bằng cách nào. Ơ, nó đang lên bờ thiệt kìa. Nó mọc chân lên bờ thiệt bây giờ. Ôi, ơi nó mọc chân thiệt kìa Phúc. Ok, các bạn đứng đây á, các bạn sử dụng cây spike gia đình, các bạn kéo nó lên. Đó, là nó sẽ lên bờ luôn. Ui da, nó cắn mình. Rồi. Mày lên đây, ông lão đánh cá mà con cá không phải đánh. Ây da. Ui, nó lên bờ được nè. Ui, cá mập lên bờ, what the hell. Nó có cái hiệu ứng gì lên người anh luôn nè. Để anh cho nó quýnh nhau với con giác thử ơi. Ôi sao nó quýnh giác. Rồi các bạn ơi, mình đã bắt được một con Pokemon lên bờ nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho nó đi quýnh người khác nha. Đây, hình như trong đây có người đúng không? Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ gửi lên server VIP cho mấy bạn fan vô thử coi là mấy bạn ấy có bất ngờ con cá mập này không nha. Ôi các bạn ơi, quá trời người trong server VIP luôn nha. Dạ. Nó đi. Tao kéo cá mập vô. Mày vô đây, cắn nó đi. Ôi. No, đừng. No, cái mập này tao dắt về lâu lắm đó. Đừng quýnh nó nữa. Ủa? Trời. Nãy giờ của mình anh quýnh à. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với một lỗ bung của cây Midnight Blade nữa. Thì đầu tiên các bạn cần phải có chiêu dắt của cây Midnight Blade nha. Ra đây coi nè Phúc. Em biết cách tạo ra con clone của trái lớp đúng không? Đúng rồi. Bây giờ sẽ hướng dẫn em cách tạo con clone của cây Midnight Blade. Thì đầu tiên em mới cần kiếm cây Midnight Blade trên đây nha. Để vậy nè. Sau đó sử dụng chiêu dắt và nhanh tay tháo ra. Thấy gì không? Đồ. Đẹp phải. Thì với cái lỗ bung này các bạn có thể tạo ra một đội quân bóng tối luôn nha các bạn. Coi nè, nó xài chi dách xong tháo vũ khí ra. Thì các bạn sẽ có con clone đứng như thế này. Đó. Bây giờ các bạn chỉ cần lặp lại nhiều lần thì các bạn có thể tạo ra một đội quân luôn. Ủa, mất tiêu rồi. Trời ơi, vậy là nó có thời gian hả? Kế hoạch tạo một đội quân của anh đã thất bại rồi. No. Khoan, bây giờ anh thử làm thiệt là nhanh coi có thể tạo bao nhiêu con nha. Okay, xong tháo ra rồi đeo vô lại. Xong tháo ra, ôi không làm được. Ôi giờ nó có giới hạn rồi. Phải. Vậy là giới hạn của lỗ bung này là các bạn chỉ có thể tạo một con clone thôi nha. Ok, và tiếp theo đó chính là một lỗ bung khá là bắn tùm lum của trái spy nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn cần phải có một trái spy cho mình. Mất 3 trái spy. Đó. Thì sau khi ăn trái spy xong á, các bạn chỉ cần sử dụng chiêu C và đổi trái quỷ. Ta-da. Các bạn thấy gì không? Ê, gì không? Uầy. Hay rồi. Ôi. Vậy, đó chính là tất cả lỗ bung ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy lỗ bung này hữu ích thì các bạn nhớ cái xuống dưới đăng ký like video này cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Ok, và đến với lỗ bung tiếp theo đó chính là một lỗ bung cũng khá là thú vị nha, nhưng mà yêu cầu của nó khá là khó. Đó chính là các bạn cần phải có trái Mochi V2 vĩnh viễn. Ok, và một người bạn đứng gần ông xóa trái quỷ này. Đứng ở đây Phúc. Rồi đầu tiên á, các bạn chỉ cần nhanh tay bấm chiêu C và quay chúng người khác. Rồi bây giờ các bạn xóa trái quỷ đi nha. Rồi sao không có chuyện gì xảy ra chứ vậy? Đúng là quá cái chữ này chứ.